Alo. Vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với trận thi đấu tiếp theo ở trong C đấu thứ 8. Tỷ số đang là 2-0 rồi. Khá hay dành cho cặp đôi Nâu Một và Chipboy trong C đấu thứ 8 này. Những tên hạ cũng nhanh tiêu diệt gọn. Vâng, tỷ số chung cuộc về C bây giờ đang là 4-3. Thắng ở C này thì sẽ được cân bằng tỷ số về C. Vâng, một bãi quả vâng ở bên tận bên Trung Quốc. Các bạn có thể thấy là một bãi quả của Yamato lại đặt ở bên Trung Quốc. Vâng, Nhật bãi quả của Nhật thì đặt bên Trung Quốc. Hơi dị. Vâng, những cơ sở chính vâng những cơ sở làm ăn kinh tế chính của Nhật thì đặt bên Trung Quốc. Không biết cái bãi quả chính nó nằm ở cái vị trí nào. Nguyên thủ nó một dường như là vẫn chưa đánh. À đây rồi. Vâng, mùi quả chín đã bốc ra ở góc hướng lên góc 9 giờ. À xin lỗi bạn, là hướng lên góc 3 giờ của Yamato. Và nó một là người mũi hơi kém, vì đánh hơi không được chuẩn cho lắm ở cái bãi quả vừa rồi. Vâng, nhìn nông dân đi dò thì là mũi lại rất thính. Vâng, dò ra quả đầu, sau đó thì ngửi thấy mùi thơm ở bãi quả thứ hai và chạy thẳng lên trên luôn, ở trên đấy luôn. Màn hình máy của game thủ Chipboy một chút xem. Như vậy Chipboy ra phía ngoài nhìn thấy bãi quả phụ nhà mình, nhìn thấy anh nô một đang chén rồi. Vâng, anh đang vặt quả nhà em rồi. Vâng, như vậy thì anh vặt quả thì em ăn thực vậy, biết làm thế nào bây giờ. Giờ thì ăn con thêm con voi này nữa. Chạy chéo về, đúng rồi. Khoảng cách lại là 0 mm và nông dân ở phía trên là không chết. Quá ổn. Nhưng quan trọng bài này là dừng rú một chút. Dừng rú đang là hơi tù tội dành cho Hitty. Tiếp tục đến màn hình máy cái thủ No. 1 xem. Bài mà hai hiêu về rồi. Bài này có vẻ như là không thể ép ở mức quá phũ được, nhưng lực sẽ là cực kỳ khỏe. Bài hiêu của nó là rất đẹp dành cho cái thủ No. 1. Cảm giác nó vào tay đúng là cực kỳ khác bọt. Vâng, những xe đấu mà thua liên tiếp cảm giác như nó toạc kinh khủng. Nhưng mà xe đấu một khi nó đã mà thắng nó đã là bay rồi thì đúng là vâng đến một game thủ liều tiều có vẻ như vâng đến một game thủ liều tiều, nhưng mà khi nó vào tay nó đánh cảm giác như chim sẻ nắng luôn. Nhưng mà cái xe đấu mà thua liên tục cảm giác nó tù tội rồi thì đến game thủ top 1 thì nó cũng toạc thôi. Bây giờ thì quyết định ăn bãi quả phụ thứ hai trước, sau đó thì bãi quả chính đầu tiên để vâng để dành sau. Vâng, đối phương nhìn thấy bãi quả chính đầu tiên, lát nữa chạy ngờ dò sang thấy vẫn đang ăn quả chính, có lẽ là ngất mất. Thêm một BG mới. Hai mươi ba trên 28 vẫn có ý định buôn nhiều hơn 23 nông dân. Đã là hơn phút thứ 8 rồi, nên để ý điều này một chút. Màn hình máy của game thủ Chipboy. 25 nông dân. Và cũng chưa kích thì phải. OMG. Biết làm thế nào bây giờ ở đây. Vâng, đúng là dẫn trước có khác. Cảm giác nó cựa trên nó thế. Cái gì này? Vâng, cuối cùng cũng đã thiết kế được chiếc BB rồi. Vâng, suy nghĩ và đóng chiếc BB một cách cực kỳ khó khăn. Ô, như vậy là Chipboy là người cầm Hitty vừa lên đời rất sớm. Vâng, tôi cứ tưởng là chưa lên đời xong ở vị trí lúc nãy cơ. Nhưng Chipboy là người đã lên đời xong từ rất lâu rồi. Và cái thủ No. 1 là người vâng lại tạ nhất ở trong trận thi đấu này rồi. Vâng, Chipboy được trả qua thì cũng là một pha dọa một chút thôi. Cũng dọa, vâng cũng dọa, nhưng mà nó mang cái tính chất là cầm Hitty dọa. Còn game thủ No. 1 là một bài vâng thực sự.
Vâng, lên đề muộn thực sự nhưng là một pha sẽ là một pha lừa kèo. Vâng, một pha dọa ma đến từ game thủ Chipboy, còn một pha lừa kèo đến từ game thủ No 1. Vâng, 25 đến từ game thủ No 1 trong tình huống này. Chốt BE vào, như vậy con ngựa giò sẽ nở ra khả năng cao ở phía ngoài. Rồi, tạm thời như vậy là ổn rồi. Bơm 100 gỗ dành cho chủ Chipboy để Chipboy nâng các kiểu điều kiện lên. Vâng, hai nhà ôm với nhau trận đấu này, đề phòng cánh rừng chuẩn bị hở. Nhanh. Nhanh, tàu nhanh. Chưa hiểu. Rồi. Chốt ba cái BE và sau đó thì con cung tê đứng chết tắc ở phía trong luôn. Vâng, còn màn hình máy cái thủ Chipboy thì sao? Tạm thời là hướng từ góc 6 giờ, 9 giờ xuống 6 giờ lên đến 12 giờ là kín. Hai con cung tê đang VS một con ngựa giò, chúng ta cùng chờ xem tên này. Một tên vui. Cũng chỉ là 28 đến từ chip boy thôi. Không dám sóc thêm dân. Không dám sóc thêm quá nhiều dân, chính xác là như vậy. Vâng, lại là một tình huống mà giữ dân đi chip. Với chip thời điểm này giữ dân là quan trọng lắm. Màn hình máy của game thủ No 1 xem. Oàng luôn, vâng, oàng cùng thần tượng No 1. Chưa hiểu cái cách bo nhà của game thủ No 1 trong trận đấu vừa rồi. Vâng, cái mặt bên này xông vào một cách thoải mái, cực kỳ thoải mái vô tư. Nhưng mà vẫn cứ làm một dãy dài từ góc vâng cánh rừng xuống đến xuống mép bản đồ. Vâng, bây giờ thì thủng BE mặt này rồi. Có bánh xe đến từ game thủ về lớp hay chưa? Có bánh xe chưa? Như vậy là về lớp có bánh xe rồi. Vâng, như đây là một bãi vàng thơm. Một bãi vàng có mùi rất thơm. Thôi, lọt mất rồi. Nhưng bây giờ thì cung hit bắt đầu hoạt động và chúng ta hãy cùng chờ xem tên này. Vâng, đang chém nhau là khá quyết liệt nhưng một con ngựa chém đứng ở phía trong và nhìn vâng đồng đội ở phía ngoài thi nhau lập công. Bắt đầu về nhà và kẻ vẽ thêm những chiếc ruộng mới. Rồi, đúng rồi, với Yamato có lẽ là chỉ cần 6 7 chiếc ruộng gì đó thôi, 2L bắt đều, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiếp tục đến màn hình máy cái thủ Chipboy để xem Chipboy cầm cung cho sướng mắt. Vâng, Chipboy có vẻ như là vâng cái trình nó được nâng lên một cái tầm mới rồi, cảm giác là như vậy. Xem nó khạc. Vâng, khạc kinh khủng. 47 48 trên 52 tham này lúc này, bên kia ai là người cầm cung chúng ta hãy cùng chờ xem. Về lớp là người đánh chém rồi, như vậy là Tuti là người chúng ta cùng chờ xem. Về lớp là người cầm màu 2 trong trận đấu này và đánh chém, còn Tuti là người cầm gì? Vâng, tỷ số liệu có được cân bằng vâng 4 đều về C hay không? Vâng, có một con đường máu. Đây rồi, như vậy là Tuti bắt đầu cầm cung R của mình đẩy ra phía ngoài này. Và về lớp vẫn đang còn khá nhiều chém. Vâng, các bạn có thể thấy là Tuti nó hổ báo đến mức như thế nào. Phi thẳng vào giữa đội quân của địch và sau đó thì nhả đạn một cách xối xả. Vâng, Chipboy tưởng đâu là tên thơm. Lao vào, thấy game thủ No 1 vâng lùi về một tên thì bắt đầu lao vào. Nhưng đây một tên khó khăn đến từ cặp đôi của Game TV. Khi mà lượng cung R của game thủ Vlove, à xin lỗi bạn, lượng cung R của game thủ Tuti là rất đông. Cung R tuyển của Hitty nhưng đây là một tên mà game thủ Vlove rất đông, à xin lỗi bạn là Tuti. Cứ nhầm Tuti với Vlove, thường thì Vlove là người cầm cung R nhưng ở trận đấu này thì là ngược lại. Rất đông chém đến từ game thủ Vlove, còn cung R của Tuti thì không phải bàn rồi. Chip vừa có một tên quên sóc quân. Bắt đầu kéo nông dân ra bán gỗ. Vâng, Tuti đã rất kín rồi. Khó.
thêm những tơn mới nở ra. Màu chém màu 5 và chém màu 2 là rất khó phân biệt. 52 đến từ game thủ Chiboy, nhưng nếu bị bắt tơn này sẽ bị mất tham một cách ghê gớm và kinh khủng. Về lớp vẫn sóc đều được những con chém, còn No 1 thì sao? 29 đến từ game thủ No 1. Những tơn chém mang tính chất minh họa là chủ yếu, chưa thấy sát thương quá cao. Vâng, số lượng thì có vẻ là đông nhưng chất lượng thì vẫn chưa thấy đâu. Vẫn chưa chém được gì. Vẫn là tham lai 31, còn Chiboy tham lai là 57. 58 chặt gỗ 2 hay chưa? Chúng ta cùng chờ xem khi những con... Đây rồi, chặt gỗ 2 rồi, nhưng chưa có đầu máu. Đã đóng BC rồi và No 1 chưa bơm vàng. No 1 bây giờ tự lo vàng cho mình còn chưa được, huống chi là bơm. Bơm 100 gỗ dành cho game thủ No 1 để No 1 bo bế nhà cửa và sau đó thì đóng BS mới vàn vàng phía nhà game thủ Chiboy. Lên lượt giáp đầu tiên. Hơi muộn màng nhưng vẫn có thì vẫn hơn không. Đúng rồi, No 1 bắt đầu ăn vàng ở phía dưới này rồi. Nhưng cung R của game thủ Tuti trong tuần này là quá đông. Vâng, đứng dưới dốc hứng đạn ư? Chúng ta cùng chờ xem tuần này. Thêm VE đi. Ô. Vâng, như vậy là vẫn chơi được. Tình huống vừa rồi tôi cứ tưởng lao ra là ăn no hành nhưng vẫn chơi được. Thế mới là hay, đúng là cùng là tuyển nó khác. Nó có một sự khác bọt không hề nhẹ. Rồi, bắt đầu vâng hỗn chiến tên này. Ơ kìa, chém kìa. 58 vàng để lên cái da 4 dành cho những con cung R. Vâng, hỗn chiến tên này, nhưng Tuti đang là người cơ hội hơn. Tham lai 64 đến từ game thủ Chiboy, vừa có một tên đấu quân tóe lửa. Và màn hình máy game thủ No 1 tham lai 32. Vẫn khó, vẫn khó. Rất đông những con chém đến từ game thủ bên lớp, các bạn có thể thấy là game thủ bên lớp sóc chém là rất đều. 2 con chém đi ảo game thủ No 1, không biết tên này có thành công hay không. Rất đông chém phủ đi thôi. Không được, không ăn được con chém nào. Và bây giờ thì chuẩn bị lọt ruộng đến từ game thủ Chiboy. Chiboy để ý ruộng. Bắt hết chém tên này đi. Rồi sau đó thì tính cung R của Tuti sau. Vâng, Tuti bắt đầu vào. Khó. Vâng, bị ăn hết dần rồi. Không có gỗ trong trận đấu này dành cho game thủ Chiboy. Vẫn là còn 800 gỗ. Nhưng đây là một tên cực kỳ khó đỡ. Cực kỳ khó đỡ dành cho game thủ Chiboy. Lùi vào phía trong đi. Lùi vào phía trong. Quá đông những con chém của game thủ bên lớp. Nhưng game thủ No 1 cũng là người đang có khá khá lượng chém ở khu vực này. Thôi xong. Vâng, bên lớp đảo quá hiệu quả. Thôi, vẽ ruộng để làm cái gì. Vâng, bây giờ thì chém game thủ No 1 mới lóc cóc lên. Trong khi đó thì cung R vâng, của game thủ Tuti bây giờ gấp 3 lần cung R của game thủ Chiboy. Cung R Hitty cũng không thể đỡ được tên này. Rất khó. Tham lai. Và Harry sai. Tỷ số là 1-2 trong trận đấu thứ 8 và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu vâng thứ 4 ở trong trận đấu thứ 8.